Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp sự hóa lành, gặp hung hóa cát, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, buôn may bán đắt, làm một được mười, vận may liên tục kéo tới, phúc lộc đẻ đa, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Giới tiên tri khẳng định 100%, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, vận may ập đến, tài lộc ào về, bất ngờ trúng lớn, đúng tháng 5, tháng 6, tháng 7 âm lịch, đổi đời giàu to, trả sạch nợ nần, có 100 tỷ cầm tay. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi, kính chúc quý vị tháng mới có nhiều may mắn, tài lộc và thành công. Vâng, thưa quý tín chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 thân mến, có 3 cách làm nên sự thành công của một con người. 1. Là may mắn, tức thời vận, hay là trình độ, tức khả năng và sự tài giỏi, kiến thức của bản thân, và 3 là thủ đoạn, may không đủ nhiều, khôn không đủ lắm, thì chả đạp lên người khác mà đạt được mục đích của bản thân. Với Mậu Thân sinh năm 1968, cái duy nhất họ có thể dựa vào là yếu tố thứ hai, tức tài năng, trình độ và tư duy kiến thức của bản thân. Vào thời trẻ, vận may của Mậu Thân không đủ nhiều, thủ đoạn Mậu Thân lại không hề có, nên làm lúc có tài mà chưa gặp thời, có chăm chỉ mà chưa thật sự hanh thông. Tuy nhiên, đất trời vốn có luật thường hằng, đằng sau bóng tối chính là ánh sáng, sau vất vả chính là thời cơ, sau suy tức là thịnh, sau khó khăn cũng là thời điểm cuộc đời được thuận may. Theo luận đoán mới nhất của các bậc thầy chiêm tinh học, 3 tháng giữa năm tới của Mậu Thân là một giai đoạn bừng sáng, giống như ánh mặt trời chói chang, sẽ mang tới nhiều tín hiệu tích cực, xua tan mây mù ảm đạm, giúp bản mệnh đạt được những điều mình mong ước bấy lâu. Nếu như nắm bắt tốt thời vận trong 3 tháng tới, thì Mậu Thân sẽ chính là con giáp đổi đời giàu có nhất trong số 12 con giáp. Muốn biết vận trình tử vi của mình trong 3 tháng tới này cụ thể ra sao, thì mời quý Mậu Thân hãy cùng Minh Đường Tử Vi lắng nghe lý giải chi tiết từ các cao nhân ngay dưới đây nhé. Giới tiên tri khẳng định 100%, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, vận may ập đến, tài lộc ào về, bất ngờ trúng lớn, đúng tháng 5, tháng 6, tháng 7 âm lịch, đổi đời giàu to, trả sạch nợ nần, có 100 tỷ cầm tay. Kính thưa quý tín chủ sinh năm 1968, có đôi điều tâm tư Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới các anh chị Mậu Thân rằng, khi anh chị cơ cực quá, khổ ải quá, không có gì sai khi cố vịn vào niềm tin nào đó, mong đời sẽ dễ dàng hơn, nhưng nếu may rủi mà cải biến dễ thế, tài lộc mà dễ về thân thế, chỉ bằng vài vật phẩm, vài lời cầu may, thì thế gian này đâu có ai nghèo, nhọc, khổ, đau, nên cầu trời không bằng cầu mình, cầu những thứ hư vô không bằng chuyển những thứ hữu hình, nỗ lực nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, sống tốt hơn, sai thì sửa, mạnh thì phát huy, yếu thì khắc phục, chăm chỉ và thiện vi, duy tâm và thiện tính, bàn tay ta làm nên tất cả, bản thân ta lựa chọn tất cả, cuộc đời ta như một trang sách, mọi dấu chấm phẩy, mọi ngã rẽ, trái phải, đều do chính bản thân ta, tác giả cuộc đời tự mình viết ra. Riêng với tuổi Mậu Thân, tôi biết suốt những năm tháng qua anh chị đã vất vả khổ sở nhiều lắm, đến từng này tuổi rồi mà vẫn phải phấn đấu và bon chen với đời. Đôi khi chỉ ước mình có cuộc sống bình dị như bao người, chẳng cần giàu sang, huyền quý, chẳng cần giám đốc này, bà chủ nọ, chỉ mong bản thân hết nợ nần, có một công việc giản đơn, bệnh tật thì thuyên giảm đi và có chút của cải để làm bảo hiểm cho hai chữ tuổi già. Nhưng thị phi vẫn ở đó, cơ cực thì vẫn phải đối diện, lo nghĩ thì vẫn đầy thân, nên lắm khi anh chị chán lắm, trầm cảm lắm, mỏi mệt lắm, hãy vực bản thân mình dậy và tiếp tục chiến đấu. Và đôi khi cũng cần sự xả những nhịp thở tiêu cực của mình vào vũ trụ bao la cho nó tan biến đi, cho tâm hồn Mậu Thân một khoảng tĩnh rồi lại tiếp tục cố gắng đấu đời.
Anh chị có cuộc chiến của anh chị, tôi có cuộc chiến của tôi, mỗi chúng ta đều có cuộc chiến riêng cần kiên trì, nỗ lực nên chẳng giúp được gì ngoài việc chúc Mậu Thân may mắn. Từ giữa năm, sẽ có 3 tháng cực kỳ tuyệt vời trong cuộc đời Mậu Thân, là 3 tháng của thành công, là 3 tháng của thành tựu, là 3 tháng để chọn đường, chọn nơi, chọn chốn, chọn lĩnh vực mà cực lực thăng hoa. Vì cần tự làm nên chỉ biết dặn Mậu Thân đôi lời tâm sự, coi như một đoạn nhắn nhủ từ những gì đã chiêm nghiệm. Thứ nhất, học cách quên đi nỗi đau, quên đi nỗi buồn, quên đi muộn phiền, đừng nghĩ quá nhiều và đừng phiền quá lắm. Có được như vậy, Mậu Thân mới có thể tận hưởng cuộc đời xung quanh. Thứ hai, người có thể sai với Mậu Thân, đời có thể lỗi với Mậu Thân, nhưng Mậu Thân hãy cứ đúng mà làm, cứ thiện mà sống, cứ tròn những gì trong phận sự của bản thân. Đạo trời có cái thước công minh, chấm công, chấm tội, người đang làm, trời đang nhìn, quỷ thần hai vai đang chứng kiến. Nên đừng lo thiệt, thiệt ở hiện tại, tức là anh chị đang chuẩn bị cho chiến thắng của tương lai, chỉ là đừng ôm dơm nặng bụng, mua việc vào thân. Thứ ba, cuộc đời Mậu Thân luôn phải cản đạn, cản bom, cản mưa, cản nắng, nên anh chị sẽ có nhiều trách nhiệm phải lo toan trong đời. Anh chị phải gánh, anh chị phải chiến, anh chị phải gồng, anh chị phải đỡ, không sao cả. Vì trời không bắt cá phải bay, cũng không bắt chim phải bơi lội, tức giao cho Mậu Thân trách nhiệm, ắt Mậu Thân sẽ có thể hoàn thành. Chỉ là đừng lo xa, đừng cầu toàn, cũng đừng nghĩ lắm, anh chị đã thực hiện hết mình là được, thiên hạ hiểu thì tốt, không hiểu thì có gì cần phải muộn phiền, suy tư. Thứ tư, thời đại vàng hạ cắm qua rồi, nay là lúc người giỏi có chỗ dụng võ, người uy tín được khách hàng thương yêu, người chăm chỉ được thành tựu xứng đáng, người tốt bụng, thiện lương được ơn trên ban lộc, nhận về vô số phúc báo. Nên hãy cứ xốc lại tinh thần của bản thân rồi bền bỉ mà làm. Số Mậu Thân không nhàn nhưng tự thành cũng không thiếu, vì Mậu Thân đủ tài và đủ tâm. Lời cuối, nếu anh chị là một Mậu Thân nghe đến đây mà còn không hiểu lắm, thì hãy cứ nhớ rằng đơn năm nay 2024 là năm tương đối thuận hòa, kéo dài sự phát triển đến năm 2026. Tháng tốt nhất là tháng 5, 6, 7 âm này, mở ra cung trời đao lợi, chuyển vận đổi mình. Anh chị Mậu Thân có thể đón nhận nhiều tin vui trong lĩnh vực sự nghiệp vào 3 tháng này. Dưới sự phù trợ của tam hợp, Mậu Thân gặp được nhiều yếu tố thuận lợi khiến anh chị bắt tay vào làm việc gì cũng suôn sẻ hơn người. Có thêm thiên vu cát tinh hỗ trợ, mọi mưu sự dễ thành, mọi khó khăn hay khúc mắc đều sớm được giải quyết ổn thỏa. Thời điểm này, bản mệnh xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa. Vì vậy, dù có phải đối diện với khúc mắc gì cũng có người sẵn sàng giang tay giúp đỡ. Thậm chí, Mậu Thân còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, đối phương sẽ giới thiệu cho anh chị những cơ hội đầy triển vọng. Với trí tuệ minh mẫn và tinh thần hăng hái, tích cực, Mậu Thân có thể nhanh chóng ghi điểm trong lãnh đạo khi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Điều quan trọng nhất Mậu Thân cần chú ý trong thời điểm này chính là duy trì tính kiên nhẫn của mình, chớ nên thấy chán hoặc thấy khó mà bỏ dở giữa chừng. Con đường đi đến thành công vốn chẳng bao giờ bằng phẳng. Vì thế, để gặt hái được thành tích cao, Mậu Thân chớ mong mọi việc suôn sẻ từ đầu đến cuối. Hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối diện với những thách thức và tự tin có thể vượt qua nó nhé. Có điều, dưới sự ảnh hưởng của Nguyệt lệnh Lâm Mộ, Mậu Thân cũng cần phải chú ý hơn khi giải quyết các nội dung công việc quen thuộc. Nếu anh chị chủ quan thì vẫn có thể nhầm lẫn, phạm phải sai sót bất cứ lúc nào. Hãy luôn nhắc nhở mình phấn đấu, không chỉ ở những lĩnh vực mới mà ở cả những lĩnh vực mình vốn đã quen tay làm từ lâu. Xem tử vi năm 2024 cùng với công việc thuận lợi, ta lộc của người tuổi Mậu Thân trong 3 tháng 5, 6, 7 âm lịch tới cũng khởi sắc rõ rệt. Thu nhập chủ yếu vẫn là từ chính tài, lợi cho người làm công ăn lương, còn thứ tài trái ngược, không những khó vượng mà còn gặp trở lực, có thể gây ra hiện tượng phá tài. Vì đầu tư kinh doanh không hợp thời, nên hãy cứ ăn chắc, mặc bền, tiếp tục như cũ vậy. Nhìn chung, tuổi Mậu Thân ít khi gặp may về tiền bạc, nên không thể trông chờ vào trò may rủi đỏ đen. Mọi thứ bản mệnh có được ngày hôm nay đều dựa vào chính khả năng và sự phấn đấu của mình mà có. Nếu có thể dựa dẫm thì đó chỉ có thể là bố mẹ, người thân trong gia đình và sự nỗ lực của bản thân. Về phong thủy, phi tinh tháng có bát bạch đồng cung ở hướng đông nam, đây được coi là khu vực tụ tài khí, nên đặt một vài đồng tiền xu hoặc có điều kiện hơn thì đặt tượng cóc ba chân để chiêu tài, tụ lộc vào nhà, thúc đẩy kinh doanh thuận lợi, tài lộc tấn tới. Trong 3 tháng tới, có nguyệt lệnh lâm mộc dục, lại có bách việt chủ đào hoa tinh chiếu mệnh, tình duyên của người tuổi Mậu Thân phơi phới, hứa hẹn một sự đột phá bất ngờ. Với các cặp vợ chồng, tình cảm ngày càng khăng khít, đôi bên có khúc mắc hay trục trặc gì sẽ sớm được hóa giải. Con cái Mậu Thân giai đoạn này cũng trưởng thành, làm ăn giỏi giang hơn, gia đạo có nhiều sự tốt đẹp. Không chỉ vậy, nhân duyên vượng còn giúp cho việc làm ăn của Mậu Thân thêm phần hanh thông, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới. Với người độc thân, bách việt thúc vượng đào hoa, nhân duyên khác giới tốt lành, sớm tìm được nửa kia phù hợp.
khả năng cao trong 3 tháng tới sẽ có trải nghiệm thú vị trong chuyện tình cảm sau khi đã chịu mở lòng đón nhận tình cảm mới. Bước sang tháng 5, 6, 7 âm lịch, phương diện sức khỏe của Mậu Thân khá ổn định, được ngũ hành tương sinh, thể lực cường tráng, tinh thần phấn đấu, sức khỏe duy trì ở trạng thái tốt, ít ốm đau bệnh tật. Theo đó, bản mệnh có thể tham gia bất cứ hoạt động thể chất yêu thích nào phù hợp với độ tuổi mà không phải lo lắng về sức khỏe. Tuy nhiên, cần tránh xa các chất rượu bia, thuốc lá, nếu không phải trong trường hợp bất khả kháng thì không nên tiếp xúc. Sang tiết trời mùa hạ, trong tháng 5, 6, 7 âm lịch, tiết trời vẫn còn nóng nực, tuổi Mậu Thân cần chú ý kẻo mất nước, mất nhiệt đột ngột, dẫn đến ngất xỉu, đột quỵ bất ngờ. Ngoài ra, nắng nóng khiến bản mệnh ăn uống kém, có thể sụt cân, người mệt mỏi. Mậu Thân có biết, ăn uống quyết định đến 70% tình trạng sức khỏe. Chỉ khi anh chị có chế độ ăn uống khoa học, kích thích ngon miệng thì mới có thể sở hữu một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Ngoài sức khỏe bản thân, bản mệnh cũng nên chú ý tới thể trạng của người thân trong nhà, nhất là người cao tuổi. Nếu thấy xuất hiện những triệu chứng bất thường, cần lập tức đưa họ tới bệnh viện kiểm tra, đề phòng tình trạng thêm ác hóa, gây biến chứng nguy hiểm. Sau đây là tử vi chi tiết từng tháng của người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tử vi tuổi Mậu Thân tháng 5 âm lịch. Trong tháng 5 âm lịch, tử vi phương Đông nhắc nhở tuổi Mậu Thân cần phải thận trọng kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bạn đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Tả phù các tinh độ mạnh là dấu hiệu cho thấy đường công danh, sự nghiệp của tuổi này đang trên đà tiến triển tốt, có quý nhân nâng đỡ, chỉ lối dẫn đường cho mọi bước đi phía trước, đừng để lỡ mất cơ hội tốt này. Tuy nhiên, điểm báo tử vi cho thấy tiểu nhân vẫn đang rình rập, có ý định phá hoại cuộc sống của con giáp này, tuổi Mậu Thân cần phải thận trọng, dù làm bất cứ việc gì để tránh chuyện ngoài ý muốn. Quý tinh trường sinh có thể giúp cho việc làm ăn của tuổi Mậu Thân thuận lợi, về tài lộc tháng năm này của Mậu Thân khá lý tưởng, có tả phù trợ giúp, chuyện làm ăn buôn bán của con giáp này tiến triển khá tốt, tìm được nhiều cơ hội phát triển. Người làm công ăn lương nhờ công việc thuận lợi cũng có thu nhập ổn định, một số người còn có thêm thu nhập phụ, khiến túi tiền khá rủng rỉnh. Nếu đi đúng đường, đúng hướng mà quý nhân chỉ dẫn, thì những chú khỉ hoàn toàn có thể thu được lợi nhuận về tay cao hơn nhiều so với thời gian trước đó. Thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó Mậu Thân sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, dễ lợi bất cập hại. Phương diện cần lưu ý nhất là sức khỏe. Trong tháng có dấu hiệu họa huyết quang, tai nạn xe cộ, té ngã bất ngờ, bệnh cũ tái phát. Vì vậy, làm gì cũng phải đề cao cảnh giác, nhất là những ai thường xuyên phải lái xe đường dài. Quý nhân Tị, Thìn, tiểu nhân Hợi, Tý. Màu sắc may mắn trắng, vàng. Tử vi tuổi Mậu Thân tháng 6 âm lịch. Coi tử vi phương Đông sang tháng Tân Mùi, công việc của người tuổi Mậu Thân có chuyển biến tích cực, khó khăn sớm được khắc phục nhờ thiên vu hỗ trợ, nhưng để tạo bước đột phá vẫn không phải chuyện dễ dàng. Tài vận có dấu hiệu khởi sắc, chủ yếu là chính tài, lợi cho người làm công ăn lương, thứ tài khó phát, kinh doanh buôn bán gọi là túc tắc, chưa thực sự khởi sắc, đầu tư mạo hiểm lại càng không có lợi, nên cân nhắc trước khi tiến hành. Vận trình tình cảm có chuyển biến tích cực nhờ nguyệt lệnh ủng hộ, bách việt đào hoa trợ lực, tình cảm vợ chồng hài hòa, có thể đón tin vui về chuyện con cái, như con thi đỗ giải cao, được đi du học hoặc sinh thêm con. Người độc thân, bạn sẽ có trải nghiệm thú vị trong chuyện yêu đương sau khi đã chịu mở lòng đón nhận tình cảm mới. Có sức khỏe là có tất cả, tháng này người tuổi Mậu Thân được chi tháng trường sinh, thể lực cường tráng, tinh thần phấn chấn, có thể tham gia bất cứ hoạt động thể chất nào theo sở thích và phù hợp với độ tuổi mà không bị giới hạn. Quý nhân Thân, Sửu, tiểu nhân Dần, Hợi. Màu sắc may mắn ghi đỏ. Tử vi tuổi Mậu Thân tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi Mậu Thân âm lịch chỉ ra rằng nguyệt lệnh dưỡng mang lại cho con giáp tuổi này một tháng mới với hy vọng tràn đầy. Sự chăm chỉ, cần mẫn của bản mệnh được phát huy tối đa khi bạn có động lực và niềm tin vào những gì bản thân đang theo đuổi. Trong khi người khác lo sợ đây là tháng cô hồn, không nên làm gì thì cũng lại là cơ hội cho anh chị đấy nhé. Thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ dự án mới thì nay đã có thể bắt tay vào hành động, cứ vững tin bắt đầu bằng những bước nhỏ.
nhưng chắc chắn theo thời gian thì hứa hẹn bạn sẽ có kết quả xứng đáng với nỗ lực mà mình đã bỏ ra. Đặc điểm của bản mệnh là ngoan cường, chịu được khó khăn, vất vả, nên dù mệt mỏi, căng thẳng nhưng bản mệnh vẫn lạc quan, vui vẻ. Quan trọng là anh chị có đủ tầm nhìn xa, trông rộng để biết nỗ lực ở hiện tại là cần thiết cho tương lai. Tháng này, Mậu Thân còn thể hiện được khả năng giao tiếp, thuyết phục, nhờ thế mà có những hợp đồng quan trọng hoặc trong các cuộc thương lượng, anh chị có được lợi thế hơn đối phương. Ngũ hành tương sinh là dấu hiệu tốt để cải thiện các mối quan hệ xung quanh mình. Lúc này mâu thuẫn với thành viên trong nhà cũng đã được giải tỏa, rút ngắn khoảng cách trong tương tác, gia đạo hài hòa, thuận may nhiều điều tốt đẹp hơn. Quý nhân, Mùi, Tý. Tiểu nhân, Thìn, Hợi. Màu sắc may mắn, xanh nước biển, trắng. Quý vị thân mến, người tuổi Mậu Thân sinh ra với bản tính thông minh, nhanh nhẹn, ưa vận động. Họ là những người đa mưu, túc trí, đôi khi pha chút tinh nghịch, hài hước. Bởi vậy họ rất được lòng mọi người xung quanh và mang đến cho người khác cảm giác dễ chịu. Những lợi thế này rất có lợi trong cuộc đời, sự nghiệp và vận mệnh người tuổi Mậu Thân. Vậy vận số của người tuổi Mậu Thân ra sao? Sinh vào thời điểm nào được giàu sang, phú quý, đường đời suôn sẻ? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi xem vận mệnh người tuổi Mậu Thân xét theo tháng sinh âm lịch nhé. Sinh vào tháng 1 âm lịch. Người tuổi Mậu Thân sinh vào đầu năm là một người năng động, nhiệt tình, tư duy hướng ngoại. Họ có cơ hội ra nước ngoài phát triển bản thân, vận số phát tài bội thu tiền của. Sinh vào tháng 2 âm lịch. Họ là những người trí tuệ lỗi lạc, đầu óc mở mang hơn người. Dù vậy, bản mệnh nên hạn chế sự cố chấp, bảo thủ, chịu khó tiếp thu kinh nghiệm từ những người đi trước, ắt sẽ phát triển hơn. Sinh vào tháng 3. Bản mệnh vừa có tài, vừa có đức, không vì giỏi giang, may mắn hay giàu có mà kiêu ngạo. Vì thế họ rất được lòng mọi người và có duyên với các mối làm ăn lớn. Sinh vào tháng 4. Xét về trí tuệ, những người này không thua kém ai, nhưng lại sống thiên nhiều về cảm xúc. Họ cần rèn tính kiên nhẫn, bớt nóng nảy, hấp tấp, về lâu về dài ắt sẽ đạt được thứ mình muốn. Sinh vào tháng 5. Khi mới lập nghiệp khó khăn muôn trùng, nhưng không vì vậy mà khiến họ nản chí. Họ không cần phải dựa dẫm vào ai hay trông chờ vào may mắn, mà có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Sinh vào tháng 6 âm lịch. Người sinh vào tháng này tính tình rộng lượng, xuề xòa, không chấp nhặt tiểu tiết. Họ thích hưởng cuộc sống an nhàn, thảnh thơi hơn là các cuộc đầu tư mạo hiểm. Sinh vào tháng 7 âm lịch. Những người này ưa thích các thú vui thanh nhã, tự do theo đuổi thứ mình thích. Cuộc sống của họ rất cân bằng, tuy không quá giàu sang, nhưng tinh thần lúc nào cũng được thoải mái. Sinh vào tháng 8. Đường đời của bản mệnh viên mãn, tư chất lỗi lạc, lại được quý nhân phù trợ. Vì vậy, những người này tiền đồ vô lượng, sự nghiệp, công danh không có gì cản trở. Sinh vào tháng 9. Người tuổi Mậu Thân sinh vào tháng 9 âm lịch, vận mệnh ít có gì nổi trội. Họ phù hợp với văn chương, nghệ thuật hơn là con đường kinh doanh, buôn bán, bon chen với đời. Sinh vào tháng 10 âm lịch. Bản mệnh có thiên tư thông tuệ, nhưng lại thiếu đi một phần quyết tâm lập nghiệp. Do vậy, cuộc đời của những người sinh tháng này nhiều sự khác biệt. Nếu cầu tiến ắt họ sẽ làm nên gia nghiệp, ngược lại sẽ sống an phận thủ thường. Sinh vào tháng 11 âm lịch. Tính tình dễ nổi nóng, khó kiềm chế lời nói, khiến các mối quan hệ dần dần xa cách. Sau khi trải qua nhiều thăng trầm, được rèn rũa sẽ tốt hơn, mệnh cách hậu vận tốt đẹp. Sinh vào tháng 12 âm lịch. Người tuổi Mậu Thân sinh vào cuối năm chăm chỉ, cần cù, siêng năng, chịu khó, gia đình hòa thuận, yên ấm, không xảy ra xích mích, sóng gió, nên phúc trạch vững bền. Quý vị thân mến, dưới đây là đôi điều nhắc mệnh giúp Mậu Thân từ nay trở đi có thể cải vận, đổi đời, bình an, hạnh phúc. Không phải phong thủy hay vận may, đây mới là thứ quyết định được vận mệnh sướng khổ, sang hèn của một con người. Người có trạng thái tâm lý ổn định sẽ có cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. Người quân tử dù gặp bất cứ chuyện gì cũng sẽ không oán trời, không trách người, họ sẽ luôn tìm cách để giải quyết vấn đề. Trạng thái tâm lý là cốt lõi của một con người. Có trạng thái tâm lý ổn định mới có thể sở hữu một cuộc đời như ý. Người có một trạng thái tâm lý kiện toàn sẽ có lợi thế hơn so với một người thông minh. Vì vậy, hãy duy trì trạng thái tâm lý tốt đẹp, làm chủ thế giới nội tâm của bản thân. Con người sống ở đời, trạng thái tâm lý tốt nhất là yếu tố quan trọng có thể quyết định đến vận mệnh của cả một đời. Nguồn gốc của sự phiền não là chính bản thân mình. Người xưa từng nói, phiền não chính là bồ đề chính là phiền não. Nguồn gốc của sự phiền não đều nằm ở bản thân mỗi người. Khi trong lòng bạn có lo lắng thì đó chính là phiền não. Khi bạn suy nghĩ cẩn thận, thông suốt đó chính là trí tuệ. Bất kể là lúc nào, nếu bạn có thể ổn định được trạng thái tâm lý của bản thân,
thì dù có phiền não hay bất cứ vấn đề gì bạn cũng có thể giải quyết được, từ đó giúp bản thân tích nạp thêm trí tuệ. Người sống ở trên đời sẽ có những lúc không được như ý, bạn bè của bạn không phải ai cũng có thể tốt với bạn như mong ước. Nếu đã không thể thay đổi được thế giới, vậy thì hãy thay đổi nội tâm của chính mình, khiến mọi người chấp nhận và thấu hiểu. Đó chính là tu dưỡng, làm việc gì cũng không khiến người khác cảm thấy khó chịu. Đó gọi là tu hành. Hãy học cách thay đổi một vài góc độ khác nhau và nâng cao trình độ nhìn nhận vấn đề. Như thế, bạn sẽ dễ dàng có được một trạng thái tâm lý tốt hơn. Thiền Tông có một câu nói, thị phi tăng ái thế thiên đa, tự tế tư lượng nại ngã hà, nghĩa là muốn giảm bớt gánh nặng cho sinh mệnh, nhất định phải học cách buông bỏ. Buông xuống rồi, đúng sai, yêu ghét, cũng không thể làm rối loạn tâm trạng của bạn được. Trạng thái tâm lý tốt nhất là tâm như dòng nước lặng, quá khứ đã qua đi thì không nên luyến tiếc, tương lai rồi sẽ đến, không cần phải vội vàng. Duy trì một trái tim ung dung, bình tĩnh, kiên trì, sống trong sự bình lặng của cuộc sống hiện tại, bạn mới có thể phát hiện ra rằng cuộc sống vô cùng vui vẻ và tốt đẹp. Đồng thời, điều đó cũng giúp bạn quên đi những muộn phiền và sự ồn ào, náo nhiệt trong cuộc sống. Gặp bất cứ chuyện gì cũng xem như không có gì, không có chuyện gì thì không nên tìm những chuyện không đâu. Mỗi ngày hãy sống thật vui vẻ, đó là điều tốt nhất. Oán trách là một liều thuốc độc, dù là oán trách bản thân hay oán trách người khác. Oán trách là một bình thuốc độc, làm cho con người già yếu đi. Nói chung, có một trạng thái tâm lý tốt là phương thuốc tốt giúp người ta kéo dài tuổi thọ, kéo dài sinh mệnh. Người già trong nội tâm trái tim sẽ già trước, trong lòng luôn oán trách, nội tâm sẽ ngày càng già nua, từ đó sẽ đánh mất đi nhiệt huyết và sức sống trong cuộc đời. Những người hay oán trách thường tràn đầy tư duy tiêu cực, sống trong như vậy trong thời gian dài họ sẽ nhanh chóng, dễ dàng bị thoái hóa. Trong cuốn Hoàng Đế Nội Kinh có nói, điềm đạm hư vô, chân khí tổng chi, tinh thần nội thủ, bệnh an tổng lai, có nghĩa là điềm đạm hư vô thì chân khí sung túc, tinh thần vững vàng có thể đẩy lùi bệnh tật. Có một trạng thái tâm lý ôn hòa, ổn định, sẽ giúp bạn chỉ một cơ thể khỏe mạnh, không dễ mắc phải bệnh tật. Oán trách không những hại mình, mà còn làm tổn thương đến người khác. Oán trách người khác sẽ khiến họ ôm hận trong lòng, càng tiếp xúc thì các mối quan hệ càng nhanh sụp đổ. Than phiền với người khác sẽ khiến người đó trở thành cái thùng rác chứa đầy năng lượng tiêu cực, họ dần trở nên chán nản, tinh thần ngày càng sa sút. Mạnh Tử từng nói, quân tử không oán trời, không trách người, thay vì giận trời, trách người, không bằng trong lòng có hy vọng. Một kẻ mạnh chân chính không phải là không có nước mắt, mà là giấu đi nước mắt và tiến thẳng về phía trước. Người có trạng thái tâm lý không tốt luôn có rất nhiều tham vọng, nếu không đạt được họ sẽ bắt đầu oán trách, giận dữ. Một người xuất sắc thật sự họ sẽ coi trọng trạng thái tâm lý của bản thân, điều đó tốt hơn nhiều so với việc theo đuổi vật chất ngoài thân. Cuộc đời con người vui vẻ là trên hết, đừng để sự đau khổ xâm chiếm thể xác và tinh thần. Hãy đón chào nửa còn lại của cuộc đời bạn bằng một trạng thái tâm lý tốt nhất. Trong Thái Căn Đàm có nói, nghịch cảnh tỷ hạ, đại hoàng từ thượng, cả cuộc đời con người thuận cảnh và nghịch cảnh đan xen nhau, khó khăn và thành công đồng hành cùng nhau. Sống trong nghịch cảnh bạn cũng đừng nản lòng, hãy nghĩ rằng còn có rất nhiều người sống không tốt bằng mình, trong lòng bạn sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy nữa. Không muốn cố gắng thì hãy nhìn những con người đang không ngừng cố gắng hơn mình, xuất sắc hơn mình, như thế bạn sẽ không dám từ bỏ ước mơ, từ bỏ hy vọng nữa. Vận mệnh giống như chiếc bánh xe, trạng thái tâm lý là kẻ cầm lái. Nếu bạn muốn điều khiển vận mệnh của bản thân, thì trước tiên phải làm chủ trạng thái tâm lý của mình. Bạn sở hữu một trạng thái tâm lý như thế nào, thì bạn sẽ có một cuộc đời như thế. Có trạng thái tâm lý tốt tất cả đều sẽ tốt. Cuộc sống giống như một chuyến đi, lo lắng chính là gánh nặng. Nếu không có một trạng thái tâm tốt, chúng ta sẽ phải vừa đi đường vừa gánh nặng trên lưng. Như vậy chẳng phải rất mệt mỏi đó sao? Buông bỏ hết phiền não, tìm lại trạng thái tâm lý của bản thân, bạn sẽ cảm thấy phong cảnh ven đường trở nên đầy màu sắc. Nếu như tâm yên tĩnh, thế giới sẽ tươi đẹp vô cùng. Có một trạng thái tâm lý ổn định, cuộc đời bạn sẽ trở nên suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, tiến về phía xa. Trạng thái tâm lý quyết định tất cả mọi thứ. Người có trạng thái tâm lý tốt cả đời sẽ hạnh phúc và vui vẻ. Vâng, quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được khép lại. Chúc quý vị và các bạn có một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.